Tôi là biên tập viên Thúy Vân. Hiện nay tôi đang đứng tại một ngôi nhà của một người dân sinh sống tại khu vực ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Cà Lệ, tỉnh Tiền Giang. Đây là không khí của một hộ gia đình đang chờ đông đúc xe cứu hỏa. Đây là người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây. Tắt quạt đi dân. Chị Nguyễn Thị Nghệ. Tắt quạt đi dân. Tiếp theo đã làm một buổi live show và bây giờ đang rất là mệt mỏi. Thank you.